Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn Oppo Naza iPhone 12 Pro. Đây là sản phẩm của Naza các bạn nhé. Oppo mạ viền kim loại. Mạ viền kim loại có rất là nhiều màu các bạn ạ. Đó, trên tay mình là một Oppo viền kim loại màu xanh than. Có iPhone 12 và 12 Pro các bạn nhé. Đó, logo Naza được in bên cạnh sườn rất là rõ. Đó, chúng ta sẽ nhìn một vòng quanh vỏ hộp xem chi tiết như thế nào. Sau đó mình sẽ mở hộp ở bên trong. Đấy. Đây các bạn nhé. Hộp này dành cho iPhone 12 và 12 Pro. Đây là mặt sau của vỏ hộp đây ạ. Đây là chắc chắn đúng không ạ? Hãng Sura làm thì rất là xịn sò rồi các bạn. Chắc chắn từng cái vỏ luôn. Đó, bên trong được làm rất là cầu kỳ, đầy đủ hết. Này mình sẽ để hết ra ngoài để cho các bạn xem trực tiếp sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Đây, mặt trong được làm bằng đó, nhựa mica các bạn nhé. Nhựa mica trong suốt sẽ không bị chảy xước và ố vàng. Viền thì được mạ kim loại rất là sáng bóng luôn. Viền vuông của iPhone 12, logo Sora rất là hiển thị màu trắng. Đó, đây là phần bảo vệ cam các bạn nhé. Giới thiệu phần bảo vệ cam. Tất cả phần đen ở trên ốp thì được làm bằng nhựa dẻo các bạn ạ. Nhựa dẻo rất là chắc chắn. Đó, hai góc phía trên đầu của máy thì được làm nhô lên để kê cho không bị chảy camera các bạn ạ. Khi mình để xuống bàn thì nó sẽ có hai cái chân. Hai cái chân thì nó kê cái đầu máy lên, không bị chạm camera xuống mặt bàn các bạn nhé. Cho nên hoàn toàn yên tâm. Khi nắp ốp thì sẽ không bị chảy xước camera. Đó. Viền thì được làm bằng nhựa dẻo cao su, bọc với cả kim loại, đem đến một vẻ đẹp rất là sang trọng. Đó. Khi chúng ta để xuống thì sẽ không bị chạm xuống đâu ạ. Camera sẽ được có một cái chống cách với mặt bàn, không lo chảy xước mặt camera. Nhìn về toàn diện thì chiếc ốp này rất là chắc chắn các bạn nhé. Chắc chắn thời trang, phím bấm thì nhẹ, đó, bấm rất là nhạy luôn. Các chi tiết được cắt tỉa sắc nét, cầm rất là thích tay. Hiện sản phẩm này bên mình đang bán ở trên Shopee các bạn nhé. Có các mã như từ iPhone 11, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. Đó, rất là nhiều các màu khác nhau tùy thuộc theo từng đời máy các bạn ạ. Có màu đen, màu rêu, màu xanh than, màu tím, rất là nhiều màu để cho các bạn lựa chọn. Hiện tại bên mình đang bán các dòng ốp khác nhau của các hãng dành cho nhiều đời máy. Máy gì cũng có các bạn nhé. Ốp kính cường lực bao da, đó, pin cáp sạc. Các bạn cần bất cứ một sản phẩm gì, kẹp điện thoại, trên ô tô, xe máy đều có hết các bạn nhé. Các bạn muốn review hoặc là muốn mua bất cứ sản phẩm nào, vui lòng xuống phần mô tả của video. Mình sẽ đặt link để các bạn mua hàng trên Shopee bên dưới đó. Và các bạn muốn review một sản phẩm nào trên shop của mình, các bạn hãy comment dưới video cho mình. Để mình làm video review sản phẩm cho các bạn xem. Tất cả các sản phẩm bên mình bán cam kết hàng chính hãng các bạn nhé. Cam kết 100% hàng chính hãng. Khi sử dụng những chiếc máy sang xịn mịn thì phải sử dụng những chiếc ốp cũng phải chính hãng các bạn. Không dùng mấy hàng nhái, hàng giả sẽ rất là xấu. Đó. Các bạn ủng hộ bên mình hãy theo dõi kênh YouTube để thường xuyên cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.